Thanh đây là quýnh nước sò ATM ở 46 với 28 nha nè. Con M46 với 9 con B112. 8 đánh hào phiêu mỗi bên 12 con này. Trong điểm hai con B12 từ cái vị trí lò FH xuống tới cái vị trí của Mixer 60m, vị trí khán đài xuống tới cái lò FOH 100m. Cấu về ngay 68 mét, sụp mình đặt giữa này, sụp khỏi trong cái khấu này. Đây, ở ngoài này chủ yếu là thoáng cái nhóm múa nhóm nhảy rồi không có bị vướng. Dài qua tới bên kia đây, không có đặt phía trước, phải phía trước nó có cái led này. Đây cái gió biển nó nhiều lắm, anh Liên mình giấu được, mình giấu cho trong này ok, nó có gió luôn. Đây đánh tấp vào bên 4 con Migo mình bỏ trong trong này luôn. Rồi mình kéo hai cái dây của lá sóng ra ngoài là xong. Vị trí Mixer nè, hai cái lò hào phiêu còn bên 12 con 38. Chờ các bạn chuẩn bị chương trình cho tối nay 2 tháng 4, nhưng tối nay mình còn làm đêm nha anh em. Bạn mới sợ sẽ là 52 bạn nè. Chạy cáp quen hết anh em. Hai quen.
cái bàn này. Bàn này mua nó cũng hơi lâu. Xong vô chỉnh xài cái bàn này. Cho các bạn kia nó nghỉ mệt. Tối vô chương trình thì bắt cấp luôn, chạy trong sông. Bạn nó chạy trong sông thì hai bạn nó chạy với nhau được anh em. Hai bạn nó chạy một lượt luôn, nhưng mà tín hiệu của cái âm ly á thì dù cái âm ly của anh em mua được 3-4 tín hiệu thì nó sẽ chạy trong sông được, còn nếu mà âm ly nó có 2 tín hiệu thì không chạy trong sông được. 2 tín hiệu chạy trong sông cũng được, nhưng tín hiệu nó yếu. Dù một bàn thì nó vô một đường tín hiệu, thì tín hiệu nó phải cộng với nhau. Dù A với B, bàn chạy A, bàn chạy B. Để tín hiệu A thì vẫn có, thì một bàn chạy tín hiệu A, một bàn chạy tín hiệu B thì nó mới thành bắt cúp, nó chạy trong sông. Nhưng mà không đẩy fader lên nha, đẩy fader lên thì tiếng nó chậm với nhau. Mình sẽ lắp ra đâm te nó ok nhất. Tè thì vô máy cứ bắt xin vô thôi. Giờ đang cắm dây cắp quang vô. Cái ship cắp quang vô nó sẽ chuyển ra cái cổng lan bên này. Đây. Hai chạy 2 dây trong sông anh em rút ra bất cứ cổng nào thì cái sơ nó dựng vào trong trong mất tiếng nha. Thank you.
trường 2 tháng 4 nha. Chạy hai bóc hai quay cho nên